quý vị, cơn lốc xoáy tràn qua thôn Phúc Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang vào 15 giờ ngày hôm qua 27 tháng 10 đã làm cho 17 ngôi nhà của bà con nơi đây bị tóc mái. Trong đó có 3 nhà bị tóc mái hoàn toàn, 5 chuồng trại bị hư hỏng. Đáng nói là trong số đó có nhiều ngôi nhà thuộc diện khó khăn đặc biệt. Có nhà được xây dựng theo diện nhà tình thương từ những năm 2006, nay đã xuống cấp trầm trọng, trọng đa phần các hộ này đều không có thu nhập do tuổi cao, bệnh tật. Khi cơn lốc xoáy tràn qua, cuốn theo những mảnh tôn nằm cong queo bên vệ đường, thửa ruộng ngập nước, thì họ chỉ còn cách thở dài ngao ngán vì không có tiền để mua tôn lợp lại. Hôm qua là ông gió, ông Bố là bà con ở trong nhà nó muốn bà, tao không hết. Tao không biết ở chỗ mua chợ, đi ở đạo, trừ mới về đây là nhờ cáp tay để mà sửa chữa cho tôi sửa chữa lại cho trời không có chỗ ở mà chữ nhỏ lắm lắc sáng bố đây đây thiên tài đi thì cũng không tiền không có thể cho tiền để lùm lại nghèo quá đây tử nghèo mố trời rồi không có tiền để lùm lại với tinh thần sẻ chia bà con trong xóm đã đến giúp đỡ khắc phục hậu quả cơn lốc tuy nhiên điều mong mỏi của những gia đình này là nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ các cấp chính quyền để có điều kiện sửa chữa, lập lại nhà cửa nhằm sớm ổn định cuộc sống vì đang trong mùa mưa bão.